Hi there, welcome back to our channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we continue to study Unit 1, Hobby, Student Book, Global Success, Grade 7, Lesson 7, Looking Back. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 1. Sách tiếng Anh, lớp 7, Global Success, alright? Bài 7, chủ đề Looking Back. Alright, now you ready? Let's get started. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. 1. Complete the sentences with appropriate hobbies. Trong phần hoạt động đầu tiên, chúng ta sẽ hoàn thành câu. Chúng ta sẽ hoàn thành những câu sau với những cái sở thích phù hợp. Ok. Now, number one, I have a lot of cons from different countries. My hobby is... Tôi có rất là nhiều đồng xu đến từ những cái đất nước khác nhau. Như vậy, sở thích của tôi là gì? Collecting coins. Collecting coins. Ok, như vậy sở thích của tôi là sưu tập những cái đồng xu. Alright. Number two. She loves judo and goes to the judo club every weekend. Her hobby is... Cô ấy yêu thích võ judo và đi đến câu lạc bộ judo vào mỗi cuối tuần. Như vậy, sở thích của cô ấy là gì? Doing judo. Sở thích của cô ấy đó là thích tập võ judo. Alright. Sở thích của cô ấy là tập võ judo. Alright. Now, number three. He loves making models of small cars and planes. His hobby A. Cậu ấy thích tạo ra những cái mô hình của những chiếc xe ô tô hay là chiếc máy bay nhỏ. Như vậy sở thích của cậu ấy đó là gì? Making models, right? Making model. His hobby is making models. Ok, cậu ấy thích làm những cái mô hình ô tô và máy bay nhỏ. Như vậy sở thích của cậu ấy đó là làm những cái mô hình. Number four, my sister spends 1 hour in the garden every day. Her hobby is... Chị của tôi thường dành 1 giờ mỗi ngày ở trong vườn. Như vậy, sở thích của chị ấy là gì? Gardening. Thích làm vườn. Ok. My sister spends 1 hour in the garden every day. Her hobby is gardening. Chị gái của tôi dành 1 giờ mỗi ngày ở trong vườn. Như vậy, sở thích của chị ấy đó là làm vườn. Number 5, Mun is a good footballer. He plays football with his friends every day. His hobby is... Minh là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy chơi bóng đá với những người bạn của cậu ấy mỗi ngày. Như vậy sở thích của ấy đó là gì? Playing football. Right? His hobby is playing football. Như vậy sở thích của cậu ấy chính là chơi bóng đá. Okay. Well then. Now, let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua hoạt động số 2 nha. 2. Write true sentences about you and your family members. Activity 2. Write true sentences about you and your family members. Ở trong phần này chúng ta sẽ viết những câu sự thật về bản thân mình và những thành viên trong gia đình của mình. Number one, I like. Mình thích cái gì đó thì mình viết ra đây. My dad enjoys. Bố của tôi, ba của tôi thích cái gì đó thì mình sẽ ghi ra đây. My mom doesn't like. Mẹ tôi không thích cái gì, mình sẽ ghi ra đây. My grandmother loves. Bà của tôi thích cái gì đó, mình sẽ ghi ra đây. Hay là my grandfather hates. Cái gì đó mình sẽ ghi ra đây. Ông của tôi ghét cái gì đó, không thích cái gì đó thì mình sẽ ghi ra đây. Ví dụ như... Okay, example. Number one, I like listening to music. Tôi thích nghe nhạc. Okay, các bạn lưu ý, listen. Listen là phải có dấu từ to nha. I like listening to music. Tôi thích nghe nhạc. Number two, my dad enjoys watching the news. Bố của tôi thì thích xem các tin tức. Alright. Number three, my mom doesn't like doing the dishes. Mẹ tôi không thích rửa chén. Number four, my grandmother loves gardening. Bà của tôi thì thích làm vườn. Number five, my grandfather hates playing sport. Okay, hates playing sports.
Ông của tôi thì ghét chơi thể thao, không thích chơi thể thao. Ok, chúng ta sẽ làm tương tự. Alright, now you can write with your own idea, or you can tell true sentences about you and your family member. Các em có thể viết theo ý tưởng của mình hoặc là dựa trên những cái sự thật về bản thân mình và những thành viên trong gia đình của mình để hoàn tất phần hoạt động số 2 này nhé. Alright. Very good guys. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua hoạt động số 3 nhé. 3. Use the present simple form of each verb to complete the passage. Activity 3. Use the present simple form of each verb to complete the passage. Ở trong phần hoạt động số 3, chúng ta sẽ sử dụng động từ ở dạng thì hiện tại đơn để hoàn tất cái đoạn văn sau. Okay. Each of my best friends has his or her own hobby. Me love drawing. Ở đây chúng ta thấy me chính là singular noun, chính là she. Me chính là she. Chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thì động từ của chúng ta sẽ thêm s hoặc là es. Okay. Động từ love nó tặng cùng bằng e rồi, như vậy chúng ta sẽ thêm s đối với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít. Me hay là she. Alright. Me loves drawing. She can spend hours drawing pictures every day. Mark, a different hobby. Ở đây tương tự, Mark chính là he. Chủ ngữ là he, chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thì động từ của chúng ta sẽ thêm s hoặc là es. Ngoài ra chúng ta sẽ có ba cái động từ đặc biệt, đó là động từ have, động từ do, động từ go. Ba cái động từ này là ba động từ đặc biệt khi chủ ngữ là ngôi thứ ba, chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thì động từ này have sẽ được chia là has, do sẽ được chia là does, go sẽ được chia là goes. Ok. Mark has a different hobby. Ok. He enjoy playing sport. Ở đây chủ ngữ là he thì cái động từ enjoy của chúng ta, chủ ngữ là he là ngôi thứ ba số ít đúng không? Như vậy động từ của chúng ta sẽ thêm s, enjoys. He enjoys playing sport. Okay. I not like playing sport. Ở đây chủ ngữ là I, động từ like. Khi ở dạng phủ định, chủ ngữ là I. Khi ở dạng phủ định thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do. Okay. I do not like playing sport. Do not thì chúng ta sẽ viết dưới dạng rút gọn là I don't. Okay. So, I don't like playing sport. Okay. I like reading books because I can learn many things from them. However, there one hobby. Ai ta có nè. One hobby is a singular noun. Là danh từ số ít. Như vậy ở đây sẽ là động từ to be, ở đây sẽ được chia là is. There is one hobby we share. Is be cooking. Chủ ngữ là is thì động từ to be sẽ được chia là is. Is a cooking. Alright. Tiếp theo, we all go to the same cooking class. Chủ ngữ là we, động từ go. Như vậy, chúng ta sẽ giữ nguyên. Alright. We all go to the same cooking class. Our class begins at 9 a.m. on Sundays. Và lớp học của chúng ta bắt đầu vào lúc 9 giờ. Như vậy, our class is a singular noun, danh từ số ít. Như vậy, động từ begin của chúng ta sẽ thêm s. Begins. Alright. Each of my best friends has his or her own hobby. Mỗi người bạn thân của tôi đều có cái sở thích riêng. Me loves drawing. Me thì là thích vẽ. She can spend hours drawing pictures every day. Cô ấy có thể dành hàng giờ để mà vẽ những bức tranh mỗi ngày. Mark has a different hobby. Bạn Mark thì có một cái sở thích khác. He enjoys playing sport. Cậu ấy thích chơi thể thao. I don't like playing sport. Tôi thì không thích chơi thể thao. I like
Reading books because I can learn many things from them. Tôi thích đọc sách bởi vì là tôi có thể học được rất là nhiều thứ từ chúng. However, there is one hobby we share. Tuy nhiên, có một sở thích mà chúng tôi cùng nhau chia sẻ đó là gì? Is a cooking. Đó chính là nấu ăn. We all go to the same cooking class. Tất cả chúng tôi đều đến chung một lớp học nấu ăn. Our class begins at 9 a.m. on Sundays. Và lớp học của chúng tôi bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Alright. Excellent. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua hoạt động tiếp theo nha. 4. Change the following sentences into questions and negative ones. Activity 4. Change the following sentences into questions and negative ones. Ở trong phần hoạt động số 4, chúng ta sẽ thay đổi những câu sau dưới dạng câu hỏi và câu phủ định. Okay. Ở đây người ta sẽ cho chúng ta câu khẳng định và chúng ta sẽ viết câu hỏi và câu phủ định. Okay. Now number 1. This river runs through my hometown. Dòng sông, con sông này thì chạy chạy qua thị trấn của tôi. Con sông này thì chạy qua quê tôi. Okay, so we can write here. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào nhỉ? Ở đây ta có chủ ngữ là this river, động từ runs. Như vậy khi ở dạng câu hỏi thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ. Okay. This river is a singular noun, danh từ số ít. Như vậy khi ở dạng câu hỏi chúng ta sẽ mượn trợ động từ there. This river run through my hometown. Okay, this river run through my hometown. Và các bạn để ý khi ở dạng câu hỏi và câu phủ định chúng ta đã mượn trợ động từ the, do, thì các bạn lưu ý là động từ chính luôn luôn ở dạng nguyên mẫu nha. Như vậy câu này chúng ta đã mượn trợ động từ the, như vậy cái động từ run, động từ chính của chúng ta sẽ bỏ s, sẽ đưa về dạng nguyên mẫu. Okay, does this river run through my hometown? Con sông này chạy qua quê tôi. Con sông này chạy qua quê bạn. Okay. Khi chúng ta đặt câu hỏi thì chúng ta lưu ý cái tính từ sở hữu. Okay. Chúng ta sẽ đổi cái tính từ sở hữu my thành là your. Okay. Does this river run through your hometown? Con sông này chạy qua quê của bạn phải không? Okay. Còn ở dạng phủ định thì sao? Ở dạng phủ định thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do, there. This river is a singular noun. Như vậy khi ở dạng phủ định chúng ta sẽ mượn trợ động từ there. This river doesn't run through my hometown. This river does not run through my hometown. Hoặc là this river doesn't run through my hometown. Con sông này thì không chảy qua quê tôi. Okay. Now number 2, my drawing class starts at 8 a.m. every Sunday. Lớp học vẽ thì bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Okay, vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Như vậy, khi ở dạng câu hỏi my drawing class is a singular noun. Okay, như vậy khi ở dạng các bạn để ý my drawing class nó là danh từ số ít. Như vậy, ở dạng câu hỏi chúng ta sẽ mượn trợ động từ there. Và khi chúng ta đã mượn trợ động từ thì động từ chính start ở dạng nguyên mẫu nha. Như vậy ở đây sẽ là gì? Your drawing class start at 8 a.m. every Sunday. Okay? Your drawing class start at 8 a.m. every Sunday. Lớp học vẽ của bạn bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Và mỗi chủ nhật hàng tuần phải không? Okay. Tương tự ở dạng phủ định thì sẽ là my drawing class doesn't start at 8 a.m. every Sunday. My drawing class doesn't start at 8 a.m. every Sunday. Lớp học vẽ thì không bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Doesn't là viết tắt của does not. Okay. Các bạn lưu ý ha, đã mượn trợ động từ rồi thì động từ chính sẽ ở dạng nguyên mẫu. Okay. Number 3, they enjoy collecting stamps. Họ thích sưu tầm tem. Chủ ngữ là they. Như vậy ở dạng câu hỏi chúng ta sẽ mượn trợ động từ do hay là the?
Do, right? Như vậy câu này sẽ là gì? Do they enjoy collecting stamps? Do they enjoy collecting stamps? Họ thích sưu tầm tem chứ. Ok. Còn ở dạng phủ định thì sao? Chủ ngữ là they. Thì ở dạng phủ định chúng ta sẽ mượn trò trầm từ do hay dare? Yes. Do. Và ở dạng phủ định thì chúng ta sẽ thêm nó sau trò trầm từ. Ok. They do not enjoy collecting stamps. Do not. Chúng ta sẽ viết dưới dạng rút gọn là don't. They don't enjoy collecting stamps. Ok, hay là they do not enjoy collecting stamps. Họ không thích sưu tầm tem. Number four, I do judo every Tuesday. Tôi thích tập võ judo vào mỗi thứ ba hàng tuần. Như vậy, chủ ngữ là ai? Khi ở dạng câu hỏi thì chủ ngữ là ai? Chúng ta sẽ đưa you. Chúng ta sẽ đổi lại là you. Ok, chủ ngữ là ai hay là you khi ở dạng câu hỏi thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do hay dare? Do. Ok, như vậy câu này sẽ là gì? Do you do yodel every Tuesday? Do you do yodel every Tuesday? Bạn tập võ judo vào mỗi thứ ba hàng tuần phải không? Ok, còn ở dạng phủ định thì sao? Ở dạng phủ định đối với chủ ngữ là ai thì chúng ta vẫn mượn trợ động từ do. Ok, do và thêm not sau trợ động từ. Như vậy là I do not judo every Tuesday. Hay chúng ta sẽ viết dưới dạng hình thức rút gọn là I don't do judo every Tuesday. I don't do judo every Tuesday. Hay là I do not do judo every Tuesday. Là tôi không tập võ judo vào mỗi thứ ba hàng tuần. Ok. Now number five, my brother loves making model cars. Anh trai của tôi thì thích tạo ra những cái mô hình xe ô tô. My brother, anh trai tôi chính là he đúng không? Như vậy chủ ngữ là he. Khi ở dạng câu hỏi chúng ta sẽ mượn trợ động từ dare, do, does. Okay, does my brother love making model cars? Đó, chúng ta đã mượn trợ động từ rồi thì động từ chính love. Chúng ta sẽ bỏ s, đưa về dạng nguyên mẫu nha. Rồi, tương tự ở dạng phủ định thì sao? Ở dạng phủ định thì là chủ ngữ là my brother, chính là singular noun, chính là he. Như vậy là ngôi thứ ba số ít. Như vậy chúng ta sẽ mượn trợ động từ dare thêm nó. Sẽ là my brother does not love making model cars. Dare not love. Thì chúng ta sẽ viết dưới dạng rút gọn là doesn't love. My brother doesn't love making model cars. Anh trai của tôi không thích tạo, không thích làm những cái mô hình xe ô tô. Ok, very easy, right? Alright, very good. Ok, very good, guys. Now let's move on to the next part. Ok, the next part is project. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái phần project. Ok. Work in groups. Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo nhóm nha. Hobby poster. Những cái tấm áp phích yêu thích. Ok. Trong phần này chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Number one, brainstorm some interesting and easy to do hobbies. Đầu tiên, chúng ta sẽ suy nghĩ về một số cái sở thích thú vị và dễ thực hiện. Number two, choose a popular one among teens and discuss its benefits. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn ra một sở thích phổ biến đối với thanh thiếu niên và thảo luận về cái lợi ích của nó. Alright, and number three, create a poster about his hobby. Find suitable photos for it and draw your own pictures. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một cái tấm áp phích về cái sở thích này và tìm những cái bức ảnh phù hợp cho nó và vẽ những cái bức tranh theo riêng ý của mình nha. Number four, present the hobby to the class. Try to persuade your classmate to take it up. Và sau đó sẽ trình bày cái sở thích đó đến với cả lớp và hãy cố gắng thuyết phục tất cả các bạn cùng lớp tiếp nhận nó. Alright. Ở đây mình sẽ có list of hobby, một danh sách những cái sở thích đó là gì? Gardening, cooking, reading, listen to music, cycling, swimming, building your houses, painting, collect coins, collect stamps.
making models, etc. Rất là nhiều sở thích. Ok, sau đó thì mình sẽ chọn ra một cái sở thích phổ biến nhất. Ok, và mình sẽ chọn ra một cái sở thích phổ biến nhất cho thanh thiếu niên và thảo luận về lợi ích của nó nha. Rồi tạo ra một cái tấm áp phích về cái sở thích này, tạo ra một cái tấm áp phích về cái sở thích này và tìm những cái bức ảnh phù hợp, hoặc là mình có thể vẽ những cái bức tranh theo ý của mình. Ok, và trình bày cái sở thích này cho cả lớp và hãy cố gắng thuyết phục những bạn cùng lớp tiếp nhận nó, đón nhận nó. Alright. Ví dụ như là the benefits of the hobby gardening. Những cái lợi ích của sở thích làm vườn đó là gì? Garden make me feel close to the nature. Ok, làm vườn thì giúp chúng ta cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn. Ok, closing with nature is one of the best way to find spiritual comfort. Và việc gần gũi với thiên nhiên thì là một trong những cách tốt nhất để tìm thấy cái tinh thần thoải mái. Ok, and it can help you reduce stress, và nó có thể giúp giảm bớt sự căng thẳng. Ok, và bước thứ ba là chúng ta sẽ kiếm một số bức tranh hình ảnh về gardening, về việc làm vườn, hoặc là mình có thể vẽ theo ý của mình nha. Alright. Và bước thứ thứ tư đó là chúng ta sẽ trình bày cái sở thích đó đến với cả lớp và hãy cố gắng thuyết phục cả lớp đón nhận đó. Ok. Alright. Very good guys. We stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye.